Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cách làm tôm kho tàu. Và cách làm này là mình học được từ người cô chuyên về nấu ở trong nhà hàng ra đó các bạn. Để tôm ngon, có màu đẹp và đặc biệt là không bị bể mình, tôm vẫn giữ nguyên hình dáng, nhìn rất là đẹp mắt. Rồi nếu như các bạn xem và thấy thích món tôm kho tàu này, xin mời các bạn vào cùng xem nha. Và để làm được cái món này thì ở đây mình chuẩn bị là 1 kg tôm và mình chọn là tôm sú nha các bạn. Tôm sú thì mình kho lên nó có cái màu đỏ đẹp hơn là tôm thẻ. Và tôm sú này mua về thì mình đã rửa thật sạch rồi. Rồi thông thường là tôm kho tàu là mình bóc bỏ cái phần vỏ này hoặc là giữ nguyên cái vỏ. Do là tôm sú thì cái vỏ nó rất là cứng cho nên là mình bóc bỏ cái phần vỏ này bỏ nha. Mình mà bóc bỏ cái phần vỏ này trước khi mình kho thì những con tôm này nó bị bể mình hết à. Để tôm kho không có bị bể mình thì các bạn luộc sơ qua với nước sôi rồi mình bóc vỏ nó sau. Tôm sú này thì cái ruột nó rất là sạch. Để mình rút vào vài con cho các bạn xem nè. Mình cắm vào cái đốt thứ hai của con tôm á rồi mình kẹp vô miếng ngón tay, mình lôi ra từ từ như vậy nè. Lỡ có bị đứt thì mình cắm vào cái đốt cuối mình rút tiếp. Mình dùng là cái nước sạch để luộc tôm nha. Cái nước này là chút để mình nấu canh hoặc nấu súp rất là tiện luôn. Chứ mình không có bỏ, làm như vậy cũng không có phí đâu. Và mình chờ cho cái nước này nó sôi lên và mình mới vớt những con tôm này ra. Bây giờ nó còn nóng nè, mình chờ khoảng 50 phút cho nó nguội rồi mình lọt tôm. Và trong thời gian mình chờ đợi cái phần tôm này cho nó nguội á, thì bây giờ mình sẽ đi băm hành tỏi và ớt. Hành tỏi và ớt mình đã băm xong, cái phần này mình khỏi quay luôn nha. Cái phần này á, là mình dùng ớt sần, cho nên là cái phần ớt này thấy nhiều vậy chứ nó không có cay. Còn nếu như mình thích cay á, thì sử dụng là trái ớt hiểm cho nó cay hơn nha. Lá hành và một ít ớt á, thì mình cắt sợi nhỏ ra vậy nè, để khi nào chín tôm á thì mình mới cho vô. Tôm lúc này nó đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ bóc hết những cái vỏ tôm ra. Do những con tôm này á thì nó không còn tươi, cho nên những cái phần gạch này nè mình bỏ. Còn những cái con tôm nào còn tươi á thì mình giữ lại cái phần gạch luôn. Rồi tôm đã được lột xong, bây giờ mình sẽ cho gia vị vào đây mình ướp. Tỏi, ớt và hành tím á, thì mình cho vào đây một nửa, còn một nửa thì mình giữ lại để chút nữa mình phi thơm. Và một muỗng hạt nêm, một muỗng đường, một ít tiêu xay, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu ăn. Trộn đều cái phần tôm này lên. Và để ướp 10 phút. Rồi tiếp theo là chuẩn bị cái chảo để mình kho tôm. Cho một ít dầu ăn vào chảo. Để cho những con tôm nó có cái màu sáng đẹp hơn á. Thì ở đây mình dùng một ít hạt điều màu. Cái này là cái dạng hạt đó cho nên mình làm như vậy. Còn nếu như các bạn dùng mà cái dạng nước người ta có sẵn á, thì mình cho vào đây là một ít. Và nấu trong dầu này khoảng là 30 giây thôi nha các bạn.
Khi các bạn thấy dầu nó sôi lên ít ít như vậy nè, là mình tắt bếp nha. Để không thôi là cái phần này nó bị nổ đó, nó nổ văng tùm lum hết. Dùng đũa quậy cho nó ra hết cái màu, rồi vớt bỏ cái phần hạt điều màu đi. Rồi bây giờ mình sẽ mở bếp lên và mình cho cái phần hành tím và tỏi ớt băm còn lại á, cho hết vào đây. Phi thơm cái phần này. Hành tỏi đã thơm lên rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Để làm không kịp là cái phần này nó bị khét. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp vào đây là 2 muỗng nước mắm, là 15ml đó các bạn, và 1 muỗng đường, nửa muỗng hạt nêm, 1 muỗng tương ớt. Và lúc này thì mình mở bếp lên và mình nấu cho tan cái đường và cái hạt nêm. Rồi cái phần tôm kho thì mình không có dùng nước nha, bởi vì trong tôm nó ra nhiều nước lắm. Đường, hạt nêm, nước mắm nó đã tan đều ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm vào đây. Và lúc này thì mình nấu với mức lửa nhỏ thôi, để cho cái phần nước sốt này nè, nó ngấm đều vào những con tôm. Tôm kho tàu thì nó còn cái nước hơi sệt sệt á, để mình chan với cơm ăn cũng rất là ngon. Mình nếm lại cái vị mặn ngọt xem có thích hợp với gia đình mình chưa. Ở đây là mình thấy cũng vừa ăn lắm rồi, cho nên là mình tắt bếp luôn. Rồi sau cùng mới là cho ớt hành lên. Đây các bạn ơi, tôm mình kho như vậy nè, thì nhìn vô những con tôm á, nó vẫn còn giữ nguyên cái hình dáng. Tôm kho tàu lột ra như vậy á, thì rất là tiện cho những trẻ nhỏ và người già, người ta rất là thích luôn. Màu sắc tôm cũng rất là đẹp mắt nữa. Rồi để mình múc ra đĩa nha. Tôm kho tàu thì mình dùng chung với cơm trắng, ăn rất là bắt cơm luôn. Và như vậy là mình vừa thực hiện xong cách làm tôm kho tàu ngon và đẹp rồi. Nếu như các bạn xem và thấy thích á, thì xin mời các bạn ấn nút đăng ký kênh. Khi ấn nút đăng ký á, thì nó có hiện ra cái chuông. Các bạn nhớ click vào cái chuông đó luôn, để khi mình đăng cái video mới lên đó thì các bạn là người đầu tiên để nhận được cái thông báo, và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.